Mặt trời mùa đông sắp phát sóng trên ứng dụng Vion từ ngày 24 tháng 3. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đêm nay chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những con người thật là trẻ trung và năng động. Dạ, trẻ trung y như em thôi. Em cũng hôm nay là cái concept là Y2K. Đúng vậy. Dạ, kiểu New Jeans vậy 2000, thôi. Dạ, 2000 đó. Dạ vâng. Những bạn sắp xuất hiện trên sân khấu trẻ khoảng 2010 á. 2010 luôn. Vậy thì em cũng chênh lệch có 10 tuổi thôi, chứ nhiều đâu. Bớt quan tưởng lại. Dạ, làm việc đi. Kính thưa quý vị, đội đầu tiên Harry sẽ xin giới thiệu đó là Phát Huy, Thành Đạt và Văn. Xin mời. Xin chào tất cả các bạn. Cô gái đứng giữa đi con. Đó, cho nó xinh nè. Rồi mời con gái giới thiệu trước nè. Con chào mọi người, chào khán giả, chào chú Trường Giang và cô Harry Won. Cái này là biên tập bắt luôn, em chắc luôn á. Chứ ở dưới thì mấy rồi, em chào em bằng chị không. Để anh, có thế lực nào đang chèn ép và đè nén buộc con phải gọi Harry Won bằng cô hay không? Có hay không thôi? Không ạ. Vậy là mình tự nhìn nhận về nhan sắc và độ tuổi thì mình gọi đúng không? Không, 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 không. Con nhìn nhận dựa theo con số so tuổi sánh với mẹ con. Ủa, đợi chút. Dạ. Nhan sắc không? Con nhìn nhận ngang ngang với mẹ con là gọi chứ. Không phải là ngang ngang mà con đã hỏi trước là cô Harry Won bao nhiêu tuổi, cô sinh năm bao nhiêu. Để con... Mẹ con sinh năm bao nhiêu? Đúng rồi. Mẹ con sinh năm 83. Mẹ con bằng tuổi chú. Trời ơi. Ủa, là mẹ con lớn hơn cô Harry chỉ có 2 tuổi thôi. Dạ. Cô đi làm cho cô hay. Anh nhân đừng có nói nữa. Con năm nay con sinh năm mấy? Dạ con 2003. Dễ thương, 20 tuổi, tràn đầy năng lượng ha. Chúc cho con cũng như mẹ con gia đình hạnh phúc ha. Ba con làm việc gì? Bố con kinh doanh ạ. Kinh doanh làm kinh doanh, mẹ chắc phụ bố hả? Dạ. Mẹ bằng tuổi tôi mà con 20 tuổi, con tôi mới có 3-4 tuổi. Gì đó hả, con em mới coi 3-4 tuổi. Con tôi mới 4 tuổi rồi. Nhưng mà vấn đề là... Nhưng mà thiệt luôn á, sao tự nhiên thấy... Không cảm nhận được. Mà con người ta 20 tuổi rồi. Mà em vẫn cảm thấy em còn mới có 20 mấy tuổi rồi. Đó là em cảm thấy thôi, còn người ta cảm thấy em là khác nữa. Rồi, giờ mà bạn trai Thành Đạt. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thành Đạt. Em xem 2000. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phát Huy. Năm nay em 19 tuổi và em đến từ Quảng Ngãi. Trời ơi, là 2004 hả? Dạ. Sao anh em? Không, nhưng mà Huy vẫn kêu em là bằng chị đó. Tại thằng bé nó con trai. Con trai người ta hay có cái tính gọi là ga lăng phụ nữ á. Còn bé này biểu diễn con gái. Nhưng mà mẹ chắc lớn hơn chú hả con hả? Dạ, mẹ em sinh em năm 41 tuổi. Wow. Dạ, cho nên là em là con út của nhà. Vậy là em còn hy vọng á. Em cũng khoảng chừng 40 tuổi em đẻ con được luôn ấy. Được á. Nhưng mà mình là con út thì được cưng lắm. Nói chuyện chơi cưng. Chơi im lặng vậy, không được cái bài gì mới không? Là sắp tới à? Sắp tới em có. Hát đoạn xem nè. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trộm đi khê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lá cánh không hoang tìm nhau. Ai đồng ai đêm hết bao giọt sâu. Hay. Huy sắp tới có bài gì không? Dạ cũng có à. Ví dụ một đoạn. Có chi đâu mà buồn, chẳng phải trước đây mình cũng chỉ là người dưng dở quay lại ngày chưa bắt đầu. Yêu thương mấy cũng dừng lại,
phải giải thoát cho cả hai, để ngày sau đó anh và em được yên ấm. Còn phía sau nữa. Còn là ballad buồn ha. Gái có gì buồn không? Tuổi 20 này chắc cũng không có gì buồn đâu. Sao toàn vui không ơi? Vui nhá. Vui một đoạn nào. Dạ dễ thương. Anh chẳng quan tâm em nữa rồi, không nhớ em để em hờn rồi, lo tình yêu mà không vun đắp, mỗi ngày sẽ không còn mới. Anh ơi, anh chẳng quan tâm em nữa rồi. Dễ thương nhỏ. Hai bạn này thì buồn, con gái mới lớn nên hát nhạc vui. Tin tin xinh xinh. Dạ dạ dạ. Mời vào vị trí A đi ạ. Kính thưa quý vị, hai đứa sẽ xin giới thiệu Tino, Tì Long và La La Trần. Xin mời. Rồi, xin chào những bạn trẻ thân mến. Dàn này là dàn lớn hơn nè. Rồi, mình giới thiệu đi nào. Dạ, xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Xin chào Trường Giang, xin chào chị Harry. Xin chào đội A, xin chào các bạn khán giả. Mình là Tino, hiện tại... mình là Tino. Rồi, rồi, con gái, giới thiệu đi con. Dạ, em chào anh Giang, em chào chị Harry. Chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nhanh Như Chớp. Em là La La Trần ạ. Em đến từ Bình Thuận. Rồi. Đó rồi, không. Đi Long. Dạ, con chào chú Giang, con chào cô Harry ạ. Và chào tất cả khán giả, chào đội A và chào khán giả đang xem chương trình Nhanh Như Chớp. Con là Ti Long, con sinh năm 2003 và cũng đến từ Phú Yên ạ. 2003 là bạn cô bé hồi nãy đó. Dạ. Mẹ bằng tuổi chú không? Lỡ hỏi luôn. Dạ, mẹ con sinh năm 71. Lớn hơn nhiều. Dạ. Thì gia đình mình là có gì buồn phiền không? Dạ không anh. Không hả? Dạ. Đi vui lên bé. Có ai có bài mới về mà hát đoạn nghe chơi? Em có bài cũ à. Bài cũ khỏi hát. Bài cũ nghe hoài à. Bài mới có không? Dạ con có. Rồi vô nè. Buồn dạ. Hay vui? Dạ cũng hơi buồn xíu nhưng mà nhạc nó thì vui chú ạ. À. Buồn, lời buồn gọi là vui. Cái melody á là vui nhưng mà cái lyric là buồn. Dạ. Cái nếu hát nhạc vui thì hướng về mấy anh quay phim. Hát nhạc buồn hướng về chị Harry. Sao nhỏ? Tại em hát ballad hay, em hát ballad hay. Rồi, xin mời. Dạ sau đây là một đoạn demo ca khúc mang tên là Lệ Hoa. Lệ Hoa. Lệ Hoa. À. Yêu thương dành trao cho ai mong sao chẳng như hoa phai mà đời lại nở cho khóe mi em lặn dài. Đêm hiu buồn tanh liêu xiêu vai em lạnh vắng, cô liêu dậm diều thân em như con sóng xa tiêu điều. Hay không? Tác quyền luôn. Hay không? Hay anh, hay quá trời. Hay. Nói chung dễ nghe ha. Dạ. Mời vào vị trí B. Dạ. Luật chơi thì mình nói tuần nào cũng nói rồi, nó quen thuộc rồi. Bây giờ mình không nói luật chơi nữa, giờ mình kể chuyện những chuyện vui chuyện buồn. Hôm nay gặp chuyện gì vui buồn kể nghe chơi. Hả? Quê đâu? Dạ quê con Phú Yên. Phú Yên à? Phú Yên chỗ nào? Dạ con ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên chú. Biển núi à? Dạ đúng rồi, con miền ở núi miền, à? Miền, miền quê chú. Miền quê mà quê núi không phải quê biển à? Dạ đúng rồi. Rầu, bé gái quê đâu? Dạ em ở Bình Thuận. Được hả? Được ở khúc nào? Dạ em ở Đức Linh á. Đức Linh có phải là gần Tánh Linh không? Dạ đúng rồi. À nếu mà đi mà đường đi Đà Lạt là quẹo phải qua đúng không? Dạ đúng rồi. Quê mình có gì đặc sản không? Dạ không, đặc sản là những con người chân chất hiền lành như em đây thôi ạ. Rồi con trai. Dạ. Công việc hiện tại như nào? Dạ ổn, mới bị mèo cắn xong đau quá. Không liên quan. Ta là đẹp trai. Tự nhiên đang kể cái chuyện vui chuyện buồn mới bị mèo cắn. Thì được chuyện buồn. Chuyện buồn. Không lẽ giờ tới tôi kể đó mới bị vợ chửi. Không được. Tại vì cái chuyện đó chuyện bình thường. Được mà. Được mà. Đây là các cháu chưa có gia đình. Mình dạ. Là những người đã có gia đình. Dạ vâng. Nha. Đừng làm các cháu sợ không tiến tới hôn nhân. Thôi khu vực Quảng Ngãi mình sao rồi? Cũng vui à. Tại vì sắp được lên TV. Nhưng mà buồn là nếu lỡ không trả lời đúng là cả số mà chửi.
Thì tại vì sớm có mình con được lên TV á. Chua cái thằng cao dại mà nó trở lại không được. Ý là cái câu như vậy mà nó trả lời không được. Dạ ồ. Cao dại mà trả lời không được. Ui khó nghe. Thằng tí không ra hầu ra gián vậy trơn. Ê vậy hóa ra em sống ở đó là em sẽ tốt. Sao vậy? Người ta chửi em đâu có hiểu. Thành Đạt là hôm nay có thay đổi gì không? Khi mà mình có bài hit trên các nền tảng và mọi người biết bài hit của mình. À em cũng nói chung là nó cũng thay đổi khá là nhiều cái đấy. Cuộc sống lẫn công việc cũng đều thay đổi theo luôn đấy. Bé nói là có nhiều thay đổi, hỏi thay đổi gì thì thay đổi về cuộc sống, về công việc. Rồi công việc nó tốt hơn như nào thì nó tốt lên. Không phải bây giờ nhất nói mỗi như thế. Thế là mình sẽ có nhiều show hơn. À vâng mình đúng rồi. Mình sẽ tham gia được nhiều chương trình hơn. À đúng rồi. Ra đường người ta nhận ra mình nhiều hơn. À em cũng đang mong thế, chưa ai nhận ra. Từ hôm nay, bắt đầu từ hôm nay. Dạ. Rồi, cặp đầu tiên sẽ là ai đây? Cặp đầu tiên. À, em Thanh Đạt và Người già Tino. Xin mời. Khi chúng ta đến với chương trình này, chúng ta chơi vui vẻ, thoải mái, vượt qua nhiều câu hỏi, mang về nhiều tiếng cười, khán giả sẽ yêu thương và sẽ nhận ra mình. Ai sẽ người lên trước? À, anh mời em. Đồng ý không? Có. Lên. Vô. Cái này bước lên sao ạ? Hả? Cái này bước lên cái này sao? Mình nhảy qua. Thiệt mà. Nhảy được không? Mở cánh cửa ra anh ơi. Đây. Hai phút dành cho Thành Đạt, bắt đầu. Đây là câu đố chữ. Chơi trò gì mà không cần vận động tay chân? Chơi trò gì mà không cần vận động tay chân? Trò chơi... trí tuệ à? Trí não ạ. Trí não là chơi gì? Mà mấy trò mà mình phải suy đây nghĩ. Đây là đố chữ nha. Đang chơi nè. Chơi chữ. Lên. Câu đố chữ tiếp theo. Chơi gì không ai thích? Chơi gì không ai thích? Chơi xấu. Chơi xấu. Chơi xấu. Chơi xấu cũng đúng. Nhiều cái chơi mà không ai thích lắm. Dạ. Chơi ăn gian nè. Trong giới mà gọi là tuổi của các em, các con đó gọi là chơi dơ. Lên. Trong bài hát Mặt Mộc của Vanh, cô gái muốn tặng chàng trai điều gì? Trong bài hát Mặt Mộc của Vanh, cô gái muốn tặng chàng trai cái gì ạ? Tặng điều gì? Tặng điều không gì? Không? Muốn tặng anh cà phê rồi. Lên. Hay quá ạ. Cây gì trong tên có nhắc đến một cung hoàng đạo? Cây gì trong tên có nhắc đến một cung hoàng đạo? À, một cung hoàng đạo, cung sư tử nữ này, cung mạng khít này, cung cự giải này. Nhắc cái cung hoàng đạo đây là biết cây gì? Sử nữ này, sư tử này, ma kết này, Bình Dương nè. Bình Dương. Phải hả? Có không ta? Có cung Bình Dương không? Có cung, không có cung Bình Dương hay sao ta? Cái gì? Cây cung ạ. Cây cung, ok. Cái gì đây? Cây cung đúng mà. Đúng hả? Cũng đúng mà. Không, chính xác. Không đúng hả? Đúng chỗ nào? Mộc thủ gì đấy? Cây cung là gì ạ? Cung hoàng đạo là... À, đúng rồi. Cung hoàng đạo là cung gì? Cây gì ai biết? Bạch Dương. Ờ, Bạch Dương. Còn có cây gì nữa? Có cây Bạch Dương luôn hả? Có cây Bạch Dương luôn hả? Cây Dương. À đúng cả chữ Bạch Dương kìa. Ủa chưa nghe câu là đường Bạch Dương xương trắng nắng tràn hả? Chưa. Bọ cạp. Bọ cạp. Cây bọ cạp vàng. Không biết luôn. Không biết luôn. Ca sĩ Thành Đạt sở hữu 1001 điều gì? Ồ, 1001 lý do ạ. Sao biết hay vậy? Ủa? Em biết mà. Ồ vậy hả? Trả lời được bài của em mà. Cái này mà không biết được thôi thiệt. Sao gì cai quản địa ngục? Ai cũng biệt, chỉ một mình là không biệt. Ú là trời. Ú là trời, cái này suy nghĩ nữa hả? Sao vậy ta? Sao cũng được. Sao Diêm Vương, đúng rồi. 3 tiếng hồ. Tại vừa mới nghĩ ra. Lên. Sao gì các tác giả đều không thích? Sao gì các tác giả đều không thích? Sao chép. Lên. Đây là đố phiên âm tiếng Anh. Công tắc nào không có điện? Công tắc nào không có điện? Nhanh lên, hết giờ rồi. Thế thì công tắc bật đèn đi ạ. Công tắc bật đèn không chính xác. Khó quá. Đó là 2, 3. Công tắc len là cái công tắc len đeo vào mắt á. À, tiếng Anh đọc là
Scotland. À. Hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Thực sự hiểu chưa? Cũng chưa chắc ạ. Ừ. Cái gì thường rơi khỏi người bạn khi bạn vận động mạnh? Cái gì thường rơi khỏi người bạn là mồ hôi. Lên. Thuốc. Hà đi hái thuốc vì sợ trời mưa nên mang phòng hờ theo một chiếc dù. Hỏi Hà đi hái lá thuốc gì? Quá dễ. Hà đi... Ai đứng đây? Mang người phiền phía hết trơn. Đáp án là... Hay vậy ta? Hà thủ ô à? Biết Hà thủ ô là gì không? Dạ có, nhưng mà em không nghĩ ra. Hà đi hái thuốc. À. Sợ trời mưa nên phòng hờ. À đúng rồi, đúng là hả? Thủ, là thủ. Thủ, đúng rồi. Một chiếc dù. Rồi, đúng dù rồi. Dù lá. Ô. Như vậy là chúng ta thấy Đạt là rất là đang còn rất là run ha. Đạt mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Chúng ta gặp lại Tino. Tino cứu tôi. Tino. Chỉ có con số 3 thôi, mình vượt qua con số 3 là mình chiến thắng. Dạ, em không cần thắng đâu, em cần lên ghế là em vui rồi. Đây, xin mời lên. Thắng mày đồng đội nữa chứ. Đây, giờ. Dạ. Tino vừa mới trả lời là Tino chỉ cần là được lên ghế là dạ, vui rồi, chứ rồi, không dạ. Cần lên gì hết đúng không? Dạ, một là lên ghế, hai lên đỉnh luôn. Em nghĩ là lên đỉnh được không? Khi gặp chị đó. Được không? Trời ơi. Em phải suy nghĩ kỹ đó nha. Để xem nha. Dạ. Khó lắm đó nha. Và bây giờ Tino đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Rồi. Đố chữ. Chơi trò gì mà không cần vận động tay chân? À, vận động trí não. À, đố chữ. Chính xác. Dạ. Rồi, lại là liên quan tới đố chữ. Chơi gì không ai thích? Chơi xấu, chơi... Chính xác. Chơi xấu. Và đây là đố lời bài hát. Trong bài hát Mạch Mọc của ca sĩ Văn, cô gái muốn tặng chàng trai điều gì? Muốn tặng anh cả thế giới, anh lên nói anh chẳng mong gì. Tặng cả thế giới chị. Chính xác. Cây gì trong tên có nhắc đến một cung hoàng đạo? Cây dưa leo. Leo, li, leo là một Leo. Một cung hoàng đạo nha. Trời ơi, cây dưa leo, leo là Leo. Vậy thôi em chưa chốt, cho em nghĩ thêm. Bạch Leo Dương. Là cung gì, Leo là cung gì? Sư tử anh. Thì đó là cung sư tử. À, sư tử, Bạch Dương, Thiên Yết, Bò Cạp. Sư tử, Bạch Dương, cây gì? Dương sĩ. Không. Cây gì, cây gì? Cây sông, sông ngư. Cây hoàng, ủa cây có cung hoàng đạo hả chị? Có. Cây cung. Không chính xác. Đúng anh á. Không chính xác. Không chính xác. Trời chị tắt em quá. Hồi nãy em nói là sao? Đâu, có bao nhiêu cái gì á, cái gì hoàng, hoàng đạo là em có cái gì? Nói đi, hồi nãy em nói cái gì? À, sông tử, sư tử, Bạch Dương. Bạch Dương nè, đúng rồi. Rồi gì nữa? Rồi hồi nãy em nói là Thiên Yết, Bò Cạp, bò nữa cạp. Nè, đúng không? Nhân bò cạp. Cây bò cạp là cái gì anh? Cây bò cạp vàng á. Cây có bông thòng thòng xuống màu vàng á. Rồi, cây Bạch Dương. Em xứng đáng thua tại em không biết. Đúng rồi. Vậy em đọc Bạch Dương chị kêu đúng rồi đi. Không, đâu có làm vậy được. Ừ vậy hả? Chỉ là chương trình đưa tiền lương cho chị, chứ em đâu có đưa cho chị. Rồi, ok. Đố tên bài hát. Ca sĩ Thành Đạt sở hữu 1001 điều gì? À, 1001 lý do. Chính xác. Và đây là lại là đố chữ. Sao gì cai quản địa ngục? Sao Diêm Dương. Chính xác. Trả lời mượt, ta chả như em gì cả. Trả lời mượt, chẳng như em gì cả. Ừ. Sao gì các tác giả đều không thích? Dạ, sao xẹt. Không phải, chính xác. Đáp án là sao chép. Đúng rồi, sao chép. À, dạ. À, các tác giả đều không thích nha. Dạ, em kêu khán giả đều không muộn thích. Mất rồi. Muộn rồi. Dạ. Rồi, đây là đố phi năm tiếng Anh nha. Dạ. Công tắc nào không có điện? Công tắc nào contact không có điện? Công tắc gật đầu. Contact danh bạ không, là gì ta, ai biết? Công tắc nào không có điện? Điện là energy, electric. Em đi xa quá. Công tắc nào không em đi xa. Chương trình quá. Không biết chị. Em phải trả lời một cái gì đó. Danh bạ. Ok, rồi không chính xác. Đáp án là công tắc len. Tắc không, tắc ạ. À. À, thấy không, tắc ạ. À.
Dạ thật thiệt. Rồi, cái này thì ok. Cái gì thường rơi khỏi người khi bạn vận động mạnh? Mồ hôi. Chính xác. Và đây là đố chữ. Hà đi hái thuốc vì sợ trời mưa nên mang phòng hờ theo một chiếc dù. Hỏi Hà đi hái lá thuốc gì? Hà đem theo một cái ô để phòng hờ trời mưa. Đúng rồi. Hờ phòng, phòng hờ. Hà đi. Hà đi hái lá thuốc gì? Thuốc lá. Lá 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 thuốc gì? Thuốc lá. Không chính xác rồi. Đáp án là Hà thủ ô. Kính thưa quý vị, Tino không được lên đỉnh nhưng mà cũng dù sao nhận được 3 đáp án liên tiếp. Như vậy lượt đầu tiên hai đội huề nhau đều là 3 đáp án. Nhân vật tiếp theo. Phát Huy ạ. Phát Huy và Tiến Long. Tiến Long. Tiến Long. Tiến Long. Xin mời. Đếm sang đúng rồi. Mình có gặp biến cố gì trong đời không? Dạ, dạ không. Có hồi, có hồi nhỏ thôi. Hồi nhỏ bị gì? Nhỏ nhảy té rồi đập đầu dưới đất cho nên là bây giờ cũng hơi hơi ấy á. Cái hậu á. Hậu á. Dạ. Rồi dùng cơm ăn nha. Dạ. Hãy lên trước lên sau. Huy lên trước đi. Ok. Ok Huy. Lên. Lên. Chắc em không cần giờ an toàn thôi, tại vì tầm số này là rớt xuống nhưng cũng không không sao. Vậy hả? Ok. Trong các môn học ở trường phổ thông á, mình học giỏi những môn nào? Dạ chắc không giỏi môn nào à. Tại vì hồi xưa em đi học em hay bị đau lắm. Đau gì? Bị đau là ở nhà á. Bị bệnh á hả? Dạ. Vui chưa? Dạ không ấy, cho em nghỉ ngơi uống nước ăn cơm ngủ uống giấc rồi không em. Thôi, không có đâu, ở đâu ra bán nước ăn cơm mệt quá. Đi thi phải biết bít đít đâu. 2 phút. Bắt đầu. Trong lời bài hát Kiếp Má Hồng của Ti Long đã nhắc tới mùa nào? Trời sinh ra kiếp má hồng, 12 bên nước chia dòng. Trời sinh ra kiếp má hồng, 12 bên nước giữa dòng. Mùa thu đã yêu vậy. Dòng sông bên nước hứng hờ, vì sao ai quá hứng hờ. À, trời thu bao đi lá vàng gì đấy, là trời thu. Lên. Dạ. Hên quá bài này em biết. Khi chê ai đó làm việc còn non kém kinh nghiệm, các bạn trẻ thường so sánh với hình ảnh con vật gì? Con gà. Là sao? Kiểu như khi mà anh Đạt chơi game dở quá xong em chửi là ô con gà này. Là con gà. Lên. Lòng gì chứa nhiều cảm xúc và âm thanh? Lòng là... Lòng... Làng ngực đó hả anh? Làng hay là lòng? Lòng ô người ông lượm lòng người lòng. Lòng chim gì đó hả? Lòng gì chứa nhiều cảm xúc? Trả lời được mà, trả lời vô. Lòng tiếng, khi mà lòng nói tiếng, là lên. Nó có nhiều cảm xúc. Lòng. Ủa ghê vậy nè. Ghê. Lắng nghe cho kỹ nha. Này là đố kiểu thả thính trên mạng nha. Dạ. Tân là bạn tên là Tân, nói với Xuân là bạn tên là Xuân. Dạ. Tân nói với Xuân rằng đường vào tim em là đường đều, nên muốn chinh phục Xuân, Tân phải đi như thế nào? Dễ nha, cái này dễ nha, ai biết giơ tay. Wow. Sao em quên luôn câu hỏi rồi ta? Bỏ cái Xuân Tân qua bên đi. Bạn nam nói với bạn nữ là em ơi, đường vào tim em là một cái đường đều, cho nên muốn chinh phục em, anh phải... Rồi, Tân Hòa đi, cho em xuống đây. Tân Hòa. Là sao? Tân Hòa là gì? Không chính xác. Tôi nói rồi mà, nãy giờ số 3 nó không ai qua được đâu. Bạn A nói với bạn B là em ơi, đường vào tim em là một con đường đều, nó ngoằn ngoèo lắm, cho nên muốn yêu em thì anh phải... Đó. Phải gì? Đi ngoằn vòng vèo. Đi ngoằn ngoèo. Phải cua nhiều lần. Cua nhiều lần à? Phải à? Người ta đứng múa gần chết luôn mà anh cũng không biết gì hết trơn. Cua là quẹo đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đố tên bài hát. Mỗi khi bạn gái gọi tên, Tino thường trả lời câu gì? Ha ha, em biết bài này của anh, bài... Hết giờ trả lời liền đi. Ừ, có anh đây. Ờ. Dạ. Đâu lâu được câu trả lời đại ha ha nào nữa. Lên. Đâu đâu được câu thì ừ có anh đây. Em biết rồi. Cái này là của anh là ha ha ha. Ừ. Tên thật Tino là gì? Thật anh. Ha ha đi.
Không. Ha ha, không biết rồi. Quên rồi. Em lỡ nói sai thì em xin lỗi nha. Tên Thanh Hà Vũ Văn rồi. Thanh. Tên đầy đủ là gì? Cho nó lại một lần nữa. Hà Vũ Văn Thanh. Hà Vũ Văn Thanh. Đó là tên của ai? Anh ruột của Tino. Dạ đúng rồi. Tino tên là Hà gì? Hà Văn. Hà Văn gì? Hữu Thắng. Đúng vậy, Hà Văn Hữu Thắng. Xuống đi nào. Nó mới hỏi. Mới hỏi. Đây là câu đố chữ. Loại muối nào không ai muốn ăn vì nó khiến cho người ta xấu hổ? Muối kiến vàng, muối tiêu, muối ớt, muối hồng Himalaya. Muối hồng Himalaya. Xấu hổ. Muối. Muối mặt. Muối mặt hả? Dạ. Lên. Ghê. Đúng rồi, tạo đây đi. Đây là đố phiên âm tiếng Anh nè. Cô gì có rất nhiều ở Bến Tre? Ai biết? Nó đang trend lắm luôn á. Ai cũng biết. Uống con nết không? Cô bán bánh xèo quá ta. Cô bán bánh xèo hả? Uống con nết đâu. Dạ không. Cô gì? Cô nết. Cô gì ở nhiều Bến Tre? Đố phiên âm tiếng Anh. Cô Ba Vàng Ngọc. Cô thôi mình tự suy nghĩ, đừng nghe lời tao nhắc, mình tự suy nghĩ. Cô gì mà ở Bến Tre nhiều phiên âm tiếng Anh? Cô không biết rồi, ở dưới nhắc, đừng, mình tự suy nghĩ nó mới hay. Thôi cho cô bán dừa đi. Cô bán dừa. Dễ thương. Đồng chính xác. Dừa tiếng Anh là gì? Uống cô nết không? Trái dừa tiếng Anh là gì? Uống cô nết không? Uống cô nết không? Cô nết. Gia đình thất vọng, sớm lần thất vọng. Câu tiếp theo. Con ngựa sống ở thời kỳ nào hay bị mắng nhất? Bị gì à? Bị la nhất à. Tôi nhắc vậy luôn đó. Thời kỳ nào, đố chữ đó. Ngựa là gì em? Trời, khó gì ta. Ngựa là gì? Ngựa là ngọ. Ngựa là ngọ. Gì nữa? Tí sử dần mèo thình thì gọi mùi thương dầu tức hợi. Sao ta? Phân tích đi, phân tích nào. Thời mẹ mùi tam hạ. Có chiến binh đâu, thời nào có chiến binh đâu. Cứu tù. Ngựa trời, ở quê em là ngựa trời là bị lá lanh. Kiểu như ví dụ như em đi chơi nhiều không, mẹ em kêu mày đi như cái thằng ngựa trời á. Là đi không đội nón đội mũ gì đấy. Là ngựa trời. Là ở quê em là họ chửi cái thằng này như cái thằng ngựa trời á. Không. Dạ đúng không rồi, lên đi ạ. Lên đi. Thôi trả lời đại đi, mình đang ở thấp nhất rồi. Thời Nguyên Thủy đi. Thời Nguyên Thủy. Đó chính là thời La Mã. Ngựa là mã. Dạ. Trò chơi dân gian nào cần có hơi càng dài càng tốt? U mã. Chân u. Dạ. Rồi hết giờ. Như vậy là con số 3 huyền thoại. Vẫn là con số 3. Ba đáp án liên tiếp chính xác. Kính thưa quý vị thân mến, Phát Huy đã mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúng ta chào đón sự trở lại của Thi Long. Con số 3, mình con số 4 sẽ chiến thắng. Dạ. Xin mời. Có 4 câu nha. Quá dễ. Đọc câu thứ 4 luôn đi. Nói chung là chưa gì là thấy là bắt đầu vô là thấy vô ấy rồi đó ha. Dạ. Có vô nguồn rồi đó, chị thấy ok. Dạ, sợ quá con. Em sợ vì cái gì? Sợ chị Harry Won. Dạ, em sợ không trả lời được. Sợ không trả lời được hay là sợ gặp chị? Dạ không. Như nhau. Không có. Dạ hết sợ rồi, hết sợ rồi. Ủa ai nói vậy? Kêu tôi cái gì? Thì Long đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trong lời bài hát Kiếp Má Hồng, ca sĩ Ti Long đã nhắc tới mùa nào? Bài này em sáng tác. Biết. Thời gian đang trôi qua em cứ nói đi. Hết giờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vỗ vàng. Mùa thu chị ạ. Chính xác. Đây là đố vui. Khi chê ai đó làm việc còn non kém kinh nghiệm, các bạn trẻ thường so sánh với hình ảnh con vật gì? Mày gà. Gà quá. Chính con gà. Xác. Đố chữ. Lòng gì chứa nhiều cảm xúc và âm thanh? Là ô nha. L-O lô ấy. Lòng là cái lòng á. Lòng chim. Lòng gì có nhiều cảm xúc và âm thanh? Đúng rồi. Âm nhạc. Tiếng hát. Lòng tiếng. Chính xác. Có luôn. Một người tên Tân và một người tên là Xuân. Tân nói với Xuân rằng đường vào tim em là đường đèo, nên muốn chinh phục Xuân, Tân phải đi như thế nào? Đố câu thả thính. Tân nói với Xuân đường vào tim em là đường đèo. Đúng. Muốn chinh phục Xuân, Tân phải là đi như thế nào? Đi như thế nào? Mình kia cũng miêu tả.
Em quý em Thắng Huy như nè. Mất tình anh em đúng không? Thôi xuống đi. Thôi, lên tao số 3 rồi mà xuống gì? Xuống đi, tình anh em mình. Đi đường vòng à? Đi đường vòng, không chính xác. Đi đường quyền. Đi đường quyền. Đáp án là phải cua nhiều lần. Dạ. Đố tên bài hát, mỗi khi bạn gái gọi tên, ca sĩ Tino thường trả lời câu gì? Anh chẳng... Ừ, có anh đây. Chính xác. Vậy thì em với Tino có ở ngoài có thân không? Dạ, em với Tino thì cũng không thân lắm, chỉ có nghe nhạc nhau thôi à. À vậy hả? Ca sĩ Tino có tên thật là gì? Cái này là một là biết, hai là không biết thôi, chứ là làm những rồi. Gì suy nghĩ được. Đúng rồi. Dạ. Mất thời gian. Dạ, em gian. Không biết. Ừ, em cứ trả lời đại. Dạ, tên Tuấn đi ạ. À. Ok, không em sorry xác. Em chỉ biết anh tên Tino thôi à. Đáp án là Hà Văn Hữu Thắng. Dạ. Rồi, đố chữ. Loại muối nào không ai muốn ăn vì nó khiến người ta cảm thấy xấu hổ? Loại muối nào không ai muốn ăn vì cảm thấy xấu hổ? Em liệt kê ra đi, em biết cái chữ muối gì em liệt kê ra thử xem. Muối tôm, muối... Muối tôm. Muối ăn. Không nhớ, không biết tôm. Muối hạt. Là muối mặn ạ. Muối mặn. Không chính xác, đáp án là muối mạch. Cô gì có rất nhiều ở Bến Tre. À, cô... Đố chữ tiếng Anh nha. À, Bến Tre thì có dừa. Cô gì ta? Cô nấc hay gì đó. Ừ, gì? Mà anh mới nói cô nết luôn mà. Hết giờ. Đáp án là coconut. Dạ. Kính thưa cái gì? Lại là một số... nói là gì ta? Một số gọi là gì nha? Định mệnh. Định mệnh. Dạ, kính thưa cái gì? Đó là một số định mệnh. Lại là 3 câu. Rồi, hai lượt đầu tiên chúng ta là hòa nhau. Bây giờ lượt thứ ba. Xin mời. Mọi người tin em. Gia đình Tinh Văn. Ai lên trước, ai lên sau ạ? Chờ, đội con thì cả hai anh đều lên trước rồi, con lên sau. Đồng ý không? Xin mời. Cố lên. Nguyên. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. 2 phút dành cho La La Trần. Bắt đầu. Ca sĩ Hòa Minh Di và Tăng Duy Tân thích người khác rót thứ gì vào tai mình? Lời bài hát. Rót mật ngọt vào tai em. Rót mật ngọt. Hát sao? Rót mật ngọt vào tai em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên xa. Lạnh. Lạnh quá. Đây là tên bài hát. Mỗi khi không đưa ra được quyết định, ca sĩ Thành Đạt thường nói câu gì cho qua? Sao cũng được. Sao cũng được. Tiếp theo là một câu thả thính. Vì sao Duy lại ví mình như một con rùa nhỏ sau khi yêu Mai? À vì con rùa có Mai gì đó, con rùa có Mai không thể thiếu Mai được. Lên. Ly và Huyền dù biết mình sai vẫn không chịu nhận lỗi. Hỏi hai bạn có tính xấu gì? Trời ơi, Ly Huyền Ly. Lên. Trong tiếng Việt, từ nào không bao giờ đứng cuối? Từ nào không bao giờ đứng cuối? Từ cuối. Dễ, rất dễ. Đứng cuối là đứng đầu. Từ nào đầu. Đúng, lên. Cả nhà tự hào về La không? La La Trần. La La Trần. Tiếp theo. Từ gì không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì? Không bao giờ chấp nhận. Từ gì không chấp nhận? Từ chối. Chưa nghĩ, dễ mà. Từ... Mình không chấp nhận thì gọi là từ thôi. Gì vậy? Từ là thôi. Không chính xác. Người có người yêu em không chấp nhận thì nói sao? Em từ gì? Trời ơi, từ chối. Trời ơi, cho em quay lại. Muộn rồi. Trong lời bài hát Em Là Kẻ Đáng Thương của Phát Huy, chàng trai đã lấy đi điều gì của cô gái? Lấy đi thanh xuân nhưng không đó, không okay, có lên, gì lên, đó lên, là đại khái. Thanh xuân của người anh nãy là lên số 7 luôn rồi. Đây là đố thành ngữ. Người ta kén chọn khi mua con gì về nấu canh? Kén cá chọn canh. Lên. Hay. À, hay. Hay quá. Đây là đố phiên âm tiếng Anh. Loại mai nào phát ra âm thanh? Quá dễ. Cái gì anh? Đố cái gì? Phiên âm tiếng Anh. Loại mai nào phát ra âm thanh? Mai gì? Tiếng Anh. Cây mai á. Loại mai gì phát ra âm thanh? Mai
My Music. My Music là âm thanh của mình. Gì? My Music. My Music là gì? Là... đấy, người ta tiếng Anh đó. Bà cần My Music. Không, chính xác. Ơ, chứ Mai gì? Ui. Em hát cảm gì? Trời ơi, microphone. Chết thiệt chứ. Sao chó rồi, lên đây nó rối quá đi. Không có gì rối chứ. Châu thích đội mũ cho những chú thỏ nhà mình thì gọi là gì? Cho những chú thỏ. Thỏ thổ hả? Gọi là? Thổ. Là cái gì? Châu thổ. À, trời ơi. Như vậy là 5 đáp án liên tiếp dành cho La La Trần. Trời ơi, tiếc quá. 5 đáp án liên tiếp dành cho La La Trần. Bây giờ chúng ta gặp gỡ lại cô gái nhỏ nhắn xinh xắn Vanh. Còn số 5, mình chỉ cần vượt qua số 5 là thắng. Cố lên, cố lên, cố lên. Số 5 ạ. Mọi người tin em. Mọi người tin em. Lên. Trời ơi, lên trở lên trở okay, áp lực okay. Quá à. Em ơi, thật ra thì cái bài mà cái gì ạ? Tay này hôn đi, cái đó đó, cái đó là chị rất là thích bài đó nhưng mà chị chưa có nghe lời rõ. Cho nên lần này thì em có thể tặng cho chị cái bài hát đó nhỏ nhỏ được không? À. Thế thì em hát còn cô à. Em hát còn chị nhảy. Ờ, thử ok. Hai, ba. Tay này hôn đi chứ đừng lại im. Môi này hôn đi chứ đừng lại im. Vì thương là thương mà ghét là ghét, chứ sao anh cứ im như vậy. Anh chẳng thể nói một câu em sẽ ở đó và không phải lo. Em thương anh nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. Wow. Hay quá em ơi. Ê, nghe trực tiếp dễ thương hơn nhiều ấy. Tại vì lúc đó thì thật ra thì làm cái đó cũng là cái một bạn á, Quỳnh Lý á, nói chị dạo này bài này nó hot lắm chị phải làm cái này, là dạo này nó lên trend lắm, cho nên chị mới làm thử. Mà hôm nay mới có nhân dịp là nghe trực tiếp, và thật ra thì hôm nay chị mới biết là cái người mà thực hiện bài hát đó là em. Dạ. Và bây giờ em sẵn sàng chưa nè? Dạ. Ok, Vanh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố lại bài hát ca sĩ Hòa Minh Di và Tăng Duy Tân thích người khác rót thứ gì vào tai mình? Rót mật ngọt vào tai em. Chính xác. Hay lắm, hay lắm rồi. Mỗi khi không đưa ra được quyết định, ca sĩ Thành Đạt thường nói câu gì cho qua? Đố tên bài hát. Mặc cuộc đời này sao cũng được. Chính xác. Đây là câu thả thính. Vì sao Duy lại ví mình như một con rùa nhỏ sau khi yêu Mai? Rùa nhỏ, Mai, rùa không thể sống thiếu cái Mai. Chính xác. Oh, hay em ơi, hay. Rồi. Cả nhà tin em. Đây là đố chữ. Ly và Huyền dù biết mình sai vẫn không chịu nhận lỗi. Hỏi hai bạn có tính xấu gì? Ly Huyền Ly. Chính xác. Đinh. Đố chữ. Trong tiếng Việt, từ nào không bao giờ đứng cuối? Từ không là đứng từ. Không đứng cuối. Từ đầu ạ. Chính xác. Oh, hay lắm. Cả nhà tin em. Từ gì không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì? Từ gì không bao giờ từ chối ạ. Chết xác. Trời ơi, gánh trọng linh luôn rồi. Đã bảo rồi. Trong lời bài hát Em là kẻ đáng thương của ca sĩ Phát Huy, chàng trai đã lấy đi điều gì của cô gái? Nhưng cái gì? Nhưng em ơi là kẻ đáng thương. Lấy đi cái gì? Thanh xuân của người anh yêu. Chết xác. Lúc nãy vừa tập. Hay. Trời ơi, cao. Em có thể lên. Thử đi nào. Đố thành ngữ nha. Người ta thường kén chọn khi mua con gì về nấu canh. Kén cá chọn canh. Chết xác. Hay lắm. Mãi đỉnh. Ví dụ mà tí nữa có ai cho em xuống thì đợi em một tí để em giữ tóc mà nó bay xấu ấy ạ.
Rồi, tiếp tục. Loại mai nào phát ra âm thanh? Loại gì ạ? Mai nào phát ra âm thanh? Mai. Đó, tiếng nước, phiên âm tiếng nước ngoài đó. À, phiên âm mai. Đúng rồi. Mai nào phát ra âm thanh? Mai phone. Mai gì? Mai phone. Đây là phiên âm tiếng mai Anh. Mai gì? Phiên âm tiếng Anh. Mai gì? Mai telephone. Mai gì? Ca sĩ. Mai Michael. Châu thích đổi mũ cho những thú nhỏ, nhà mình thì gọi là gì? Không nghe rõ. Không, cái đó khó. Đó khó nhất. Hết giờ rồi, hết giờ. Hay, hay lắm bà ơi. Bạn đã đúng đáp án liên tiếp 9 câu. Giỏi quá, giỏi quá. Như vậy là sau hai lượt hòa thì bây giờ mới có một lượt thắng. Dạ. Là đội mình thắng. Vâng. Bây giờ chúng ta còn một lượt nữa, đội mình bắt buộc phải thắng thì mới hòa, còn hòa là vẫn thua. Rồi, hai người ở hai đội không phải là hai người vừa chơi lượt vừa rồi. Xin mời. Anh hay là Tư Long. Ai lên? Ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Em lên đấy em run lắm. Tôi ơi, ơi thôi, anh đi. Em lên. Run anh. Ai lên trước đây sao? Thôi, nãy em lên trước rồi, từ anh lên trước đi. Ok em. Xin mời. Dạ. Hồi nãy đọc cho em. Chị Harry. Nãy chị Harry Quang đọc cho em. Bây giờ tới lượt anh. Hai phút dành cho thi đấu bắt đầu. Trong lời bài hát Anh Yêu Vội Thế của La La Trần, chàng trai đã đi vào đâu? Anh yêu vội thế, cứ mãi buông lời trêu đùa, cứ biết đó là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mẹ. Hát đi, hát hết bài là có. Anh mới thấu ra. Hát bằng đầu đi đơn. Hát cái gì vô không. Anh đi vào sâu tim em. Lên. Tự làm mất thời gian của mình ha. Không có biết. Cũng trong lời bài hát Anh Yêu Vội Thế của La La Trần, chàng trai thích nói những lời gì với cô gái? Chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Cái lúc cần hát thì hát đoạn này, lúc không cần hát, hát đoạn này. Cứ mãi buông lời trêu đùa. Lên. Đây là đố chữ rất đơn giản. Loại chả nào có 5 màu? Chả nào có 5 màu hả anh? Ủa chả gì có 5 màu ta? Chả. Chả ngũ sắc. Chả không. Chả ngũ sắc. Lên. Có rồi bà. Trời ơi, thoát khỏi con số đó đi. Đây là câu đố chữ. Hạt của loại cây nào có công dụng chống tắc nghẽn? Hạt của loại cây nào có công dụng chống tắc nghẽn? Hạt thông. Lên. Câu này dễ luôn. Động gì có nhiều muối? Dạ. Động gì có nhiều muối? Trong những câu đố chữ thường thường là nó có câu đáp án trong câu đó rồi. Mình chỉ cần động gì có nhiều muối? Động muối. Động. Động gì? Động phong nha kẻ. Động gì có nhiều muối? Dễ còn hơn là ăn cơm luôn thiệt. Ai biết chưa tay? Muối. Ghê vậy ta, lên đây thi đi. Muối. Nhanh hết giờ. Động muối. Xong suy nghĩ khác. Đi, suy nghĩ đi, lên. Đó chính là động cơ. Oh, vì no. Sao Vi nói với Lộc rằng mình rất thích thần tài? Đố cầu tài thính. Tại Lộc là tiền, thần tài là kêu tiền tới. Không, chính xác. Vì thần tài thì thường phát lộc. Những chú bò con thường hay bị va vào nhau khi chúng đi trên cây cầu bằng vật liệu gì? Cầu gì? Ai biết? Diễn biết cho vậy trời. Cầu cầu thang. Không, chính xác. Bò con là va vào nhau. Cầu. Chính xác. Không biết. Bò là bê tông phân tích đó. Trái gì hay bị mất trộm? Đố chữ. Trái gì hay bị mất trộm hả? Ai biết? Trái... trái cắm... trái chôm chôm... trái chôm chôm. Lên. Linh làm được loại bánh nào mà khiến ai cũng nể? Đố chữ. Linh làm bánh mà làm lính. Ai biết giơ tay? Đố chữ anh. Đúng vậy. Linh làm bánh. Banh làm lính. Em không biết. Trả lời, trả lời. À, làm bánh quy. Đáp án là bánh phục linh. Người đàn ông nào mỗi khi xuất hiện hay đặt câu hỏi? Trường Giang. Không, chính xác. 4 đáp án liên tiếp, chính xác. Chúc mừng.
Bây giờ chúng ta gặp gỡ lại Thành Đạt. Cửa lên. Chỉ cần số 5 là đội mình sẽ chiến thắng. Dạ. Hồi nãy mình đội mình đang thắng rồi đúng không? Dạ. Đây đến số 3 không biết giờ đến số 5 rồi. Nãy mình đội mình đang dẫn trước. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Rồi mời lên chiến thắng luôn. Không biết sao chứ chị thì hơi lo cho em. Tại vì chị thấy cái cách trả lời của em hồi nãy á là thấy em ngây thơ quá. Dạ. Không sao đâu, chắc là để em thử cố gắng xem sao ạ. Ok. Kính thưa quý vị, Thành Đạt đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trong lời bài hát Anh Yêu Vội Thế của La La Trần, chàng trai đã đi vào đâu? Anh đi vào sâu tim em. Chính xác. Ồ, nghe nhiều lắm. Anh biết bài này. Cùng trong lời bài hát Anh Yêu Vội Thế của La La Trần, chàng trai thích nói những lời gì với cô gái? Nói gì ta? Sâu tim em dễ chết, yêu thương ở đây sẽ comment này hình dung một người thế thôi. À, anh hiểu vậy thế, cứ thích buông lời trêu đùa. Chết xác. Và đây là đố chữ. Loại chả nào có 5 màu? Chả hoa ngũ sắc. Chính xác. Sẽ không biết ta. Đố chữ. Hạt của loại cây nào có công dụng chống tắc nghẽn? Hạt của loại cây nào có công dụng chống tắc nghẽn? Đúng rồi. Hạt thông, hạt thông, hạt cây. Chính thông. Chính xác. Mình không ăn rồi đó. Cao ghê. Thành đạt. Đố chữ. Động gì có nhiều muối? Động, muối là động, không có chữ ô. Động gì có nhiều dừng muối? Động gì có nhiều muối? Động. Câu này có bị dừng lại muối đúng không? Muối nhà muối. Tiếng Hà Nội muối không phải muối. 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 Không phải muối. 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 À, động cơ. Ủa này em số mấy? Em số 4, em sai câu này nè. À. Vì sao Vi nói với Lộc rằng mình rất thích thần tài? Vì Lộc mang cái gì? Vì thần tài mang Lộc đến. Đúng rồi. Mang Lộc. Chính xác. Ghê ta. Những chú bò con thường hay bị va vào nhau khi chúng ta đi trên cây cầu xây bằng vật liệu gì? Giờ đổi chữ hay sao ta? Bò con. Bò con va vào nhau trên cầu. Cầu xây bằng gì? Cầu gì? Cầu xây bằng... Phân tích từng chữ một. Những chú bò con. Bò con là... Bò con... Là con... À, bằng bê tông. Thành đạt. Ôi, ghê quá ta. Tôi tiên thấy giỏi. Mình giỏi, giỏi ngang luôn đấy. Giỏi nha. Rồi, tiếp tục. Đố chữ. Trái gì hay bị mất trộm? Trái gì hay bị mất trộm? Trái táo đấy ạ. Rồi, không chiên xác. Đáp án là trái chôm chôm. À, chôm chôm có. Ở ngoài Hà Nội có mà ta sao không nhớ ra nhỉ? Sao không nhớ ra nè? Không biết luôn. Như vậy là đã có đáp án. Dạ. Kính thưa quý vị, như vậy là Thành Đạt đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Như vậy là đội mình chiến thắng rồi. Còn đội bạn thì không may mắn bằng. Chúng ta dừng lại với phần thưởng là 15 triệu đồng. Dạ. Còn đội mình sẽ bước vào vòng đặc biệt. May mắn lắm chúng ta sẽ mang về được 60 triệu đồng. Không có đâu. Quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. MC chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi sẽ trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn có thể nhận được 60 triệu đồng. Cố gắng lên anh em ơi. Bắt đầu từ Phát Huy đập tay giành quyền trả lời và liên tục như thế, cứ tuần hoàn như thế, mỗi người trả lời một đáp án theo vị trí đập tay và không được giành cái lượt đập tay. Tuy nhiên nhắc nhau thì thoải mái. Phải đúng thứ tự mới tính nha. Trong vòng 60 giây mang về cho chúng tôi 20 đáp án. 20 loại áo thường mặc. Áo khoác.
áo khoác. Áo gì? Áo khoác. À. Lại đi, lại. Rồi nhanh đi. Ừ, kia áo khoác. Áo ba lô. Áo đá bóng. Áo run. Áo đá bóng là áo gì ta? Áo. Áo dài tay. Áo ba lỗ. Áo ghi lê. Áo bà ba. Áo bà ba. Áo. Áo len. Áo len. Áo len. Áo blazer. À. Áo thun. Áo, áo mưa. Áo thun. Áo cardigan. À. Áo gió, gió, áo gió. Áo, áo rịnh, áo rình. Áo phao. Áo dài. Áo dài. Áo đồng phục. Áo đồng phục. Áo sơ mi, áo sơ mi. Áo sơ mi. Áo... áo MC. Áo MC. Áo, áo... áo gì hết áo rồi. Áo gì hả? Áo giáp, áo giáp. Áo giáp. Áo giáp thường mặc hả? Áo... áo giáp. Áo cứu hỏa. Không phải. Sáu mươi giây là kết thúc và các bạn mang về được 12 đáp án chính xác. Thôi lại đây nào. Thôi cũng được rồi. Nó còn nhiều loại áo, ví dụ như bây giờ mình bình tĩnh mình trả lời nè, áo gì nữa nè? Áo lá. Áo lá, áo lót. Áo thứ thân. Áo thứ thân. Áo choàng nè. Ờ đúng rồi. Đúng không? Nhiều lắm nhưng mà tại vì thời gian nó gấp quá. Nhưng không sao cả, các bạn đến đây thì vui rồi. Mang về 18 triệu đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Và ngày hôm nay thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em. True love thay nghỉ khoác thân vai một chiếc chiến bào. Nói em nhớ được đúng một câu đó nè. Nói em nhớ được đúng một câu đó nè. Anh đi về bóng tôi khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ còn tim vỡ đôi. Xa xa bóng người thương, thầm thoáng trước thêm nhà đang đưa dâu. Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi sẽ hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhiều khi muốn mất mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lớn.